Con xin chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Vì đầu video thì cho phép con gửi lời chúc đến tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình thì có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, ấm no, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha cả nhà. Dạ thì cả nhà thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có dân ma, dân quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ đến một cái khu nhà mộ để mà mình tìm kiếm, mình khám phá thử coi có vong nào về đây hay không. Trước là mình sẽ khuyên nhủ họ, rồi mình cúng kiến cho họ dùng, rồi mình chỉ đường chỉ lối để đưa họ về chùa, về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới nha cả nhà. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, mấy ngày trước thì con cũng bị một phong linh khá là hung dữ ở trong một cái khu Gò Mít. Thì do tình trạng sức khỏe con nay cũng chưa gọi khỏe hẳn cả nhà, nói chung là cũng bữa sau quay lại thì cũng nói chung là bữa sau thì cũng đỡ, nhưng mà sau mấy ngày nay nó làm như thấm cả nhà, nên sức khỏe con không được tốt, mấy ngày nay cũng đi bệnh viện thường xuyên luôn. Nói chung là cái bữa sau là bữa mà một lệnh thu phục đệ tử á, nhưng bữa sức khỏe cũng còn ổn nhưng mà sau mấy ngày nay nó lại kiểu như càng ngày càng mệt đó cả nhà, nên tình trạng sức khỏe con không tốt nữa. Thì con tính đi đến những nơi khác để khám phá để chừa cái tờ sức để mà tĩnh dưỡng, đến khi nào cái linh lực của mình đầy đủ, sức khỏe mình đầy đủ thì mình sẽ quay lại đó để mình thu phục cái con đó nha cả nhà. Chứ bây giờ hôm bữa sức khỏe còn rất là tốt luôn á, mà con còn say chở không kịp với cái phong linh đó, phong linh nó quá nhanh đi, là như là đọc được cái ý nghĩ con muốn làm cái gì luôn hay sao á. Cái là con vừa tính ngồi dậy để làm là bị vánh liền, cho nên phải chạy chừa cho sức khỏe thật là khỏe sẽ quay đi đó nha cả nhà. Dạ thì bây giờ con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong cái khu nhà mộ này để mình tìm kiếm những linh về trú ngụ. Trước là mình sẽ cúng kiến cho họ dùng, rồi sau đó mình sẽ gửi họ đi về chùa và núi nha cả nhà. Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ gặp phong linh hiền hiền, dễ độ quá đi, chứ sao chứ mấy ngày hôm nay là toàn gặp dữ dữ không rồi nha. Gặp cái này mà chừng 10 vong thì chắc đi theo bà sớm quá. Người con giờ còn riêng mới nha. Chung là nói nhiều cái hay lị lắm, tại vì cái nhà cũng biết rồi, cái đó là bằng cái linh lực, bằng cái tà thật đó cả nhà. Đánh vào người mình á thì giống người mình rất là mệt, còn bầm mình bầm mẩy này kia, cảm giác nhất là nhức nhối cả nhà. Dạ này sẽ tầm dưới ta, cảm giác rất là mệt mỏi bần phần, kiểu như là không đủ sức khỏe cả nha. Cho nên bây giờ con cũng cố gắng đi đến những nơi mà gặp những vong linh hiền hiền để mà mình khám phá thôi, chứ cũng giữ sao. Hôm nay mình lại khám phá thử có vong không nha cả nhà. Chỗ này xanh, nó cũng tiệp cái màu ấy quá, cũng nhát chân như cái này. Ngày hôm nay mình có duyên với linh nào trong đây không ta? Hy vọng là sẽ gặp được phong hiền hiền nha cả nhà.
Thì không dữ quá cũng rất là nguy hiểm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thì tôi đến đây muốn giúp đỡ các vong linh đang trú ngụ ở đây. Thì ai đang trú ngụ có thể xuất hiện ra cho thấy, tôi giúp đỡ nha. Quá trời cỏ luôn quá nha. Sao này vắng lặng vậy ta? Ui. Ui kìa nha. Ui cái nhà tén quá nha. Có bông quá nha ơi. Đây đặt cái máy qua bển nha. Ủa. Ui. 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 Ui cái nha. Nãy mình vô mình không thấy mà sao tự nhiên lại thấy đây nè cả nhà. Ok ta. Vậy Nam Mô Phật. Xin chào vong nha. Mới nói có vong nào xuất hiện ra để mà cúng kiến xuất hiện liều quá nha. Xin chào vong. Vong đã xuất hiện tôi thấy rồi, vong có thể giao tiếp nói chuyện tôi được không? Quý ta. Ô ô ô kìa kìa kìa. Kìa cái nhai, kìa nhai. Như đứng đó kìa nhai. Đúng rồi, đúng rồi. Chú chú nha, để con đặt cái máy xuống nè con. Dễ. Đặt tao đặt cái đi kìa nha. Đặt đây kìa nha. Ủa. Gì vậy? Gì ta? Wow. Hình có bông rồi cả nhà. Xuất hiện cho mình thấy chứ không biết tí với mình nè. Thôi mình sẽ tìm cách mình cúng trước nha cả nhà. Mình cúng cho bông dùng trước đi rồi mình lên đây đi cả nhà. Đừng có leo lên nha các nhà, các nhà. Ây da. Đừng leo lên các nhà. Ây da. Vậy rồi. Thì con sẽ cúng nha. Để con cúng với vong dùng trước đi nha các nhà. Mình sẽ tìm cách mình giúp đỡ sao đi. Chứ vong chịu xuất hiện chứ vong chưa chịu giao tiếp đâu. Đây này lại một xíu nha. Mình sửa cái máy lại coi. Cái quay còn nó bị nó muốn hư rồi. Rồi cả nhà. Chú để con xin phép cái. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay thì tôi đến đây thì nãy giờ tôi đã nói với vong rồi. Thì tôi chủ yếu là muốn giúp đỡ cho vong. Để cho vong được no lòng ấm dạ. Rồi sau đó tôi sẽ chỉ đường chỉ lối cho vong đi về chùa. Về chùa để mình tu hành học đạo. Để mình sớm mình đi vào pha chứng kiếp luân hồi. Để làm kiếp người mới. Thì tôi không có ý xấu nha. Mong rằng vong phải hoan hỷ.
mày đón nhận những cái tình cảm mà tôi mang tới nha. Dạ cả nhà, mình sẽ cúng luôn nha cả nhà. Mong mà sẽ gặp được Phong Hiền Hiền như thế nha. Chứ không dữ vậy, ngán quá. Thì còn lấy cơm với lấy bánh trái ra cái này. Đây, đây là những phần lễ mà tôi cho Phong hưởng đây. Phong nhìn thấy là cái gì? Nên Phong phải hoan hỷ ha, bình tĩnh nha. Thì Phong cứ tự nhiên ra dùng thoải mái. Dùng xong đi tôi sẽ vào, tôi sẽ giúp đỡ cho Phong. Phong đừng có sợ nha. Cố gắng an ủi thầm thầm nha cả nhà. Để nhiều khi hoảng sợ quá cái bay lại quấn mình. Khổ lắm. Dạ mô Phật, mô Phật. Thôi tôi sẽ thắp thương ba nén hương cho Phong hưởng nha. Đây thì đây là tấm lòng của tôi để gửi đến Phong á. Thì hy vọng rằng Phong có thể nhận lấy. Coi như là một món quà đi, một món quà để mà mình hưởng trong lúc mình đói khát nha. Vậy Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đất Đai Tiến Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần Địa Cục Tổ này. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ công linh đang lang thang đói khát trên cục tổ của ngài các ông. Thì mong rằng các ngài có cảm ơn chứng minh lòng thành của con. Những con trú ngụ thấy được ra hưởng như một lời mà con mơ tới. Để cho họ ấm lòng nơi dạng. Đó là rồi. Rồi cả nhà, tìm hiểu các bạn bản thức nha cả nhà. Trời ơi, đồ ăn ngon quá vậy. Mà đuổi quá đuổi luôn. Mà hôm nay gặp được đồ ăn này là thực sự rất là hấp dẫn luôn. Có hương để hưởng nữa. Từ lúc mất tới giờ tôi khổ quá, khổ luôn. Đuổi khác biết bao lâu rồi mới được dùng đồ ăn ngon như vậy nè. Thật sự rất là đói khát luôn. Lang thang ở cuối thảo bờ như vậy thật sự rất là khổ sở luôn. Nào là lạnh lẽo rồi mưa gió rồi sấm sét nữa. Ngon quá.
mình không biết đồ ăn này của ai nữa, không biết ăn rồi có nguy hiểm không nữa nè. Lúc còn sống đã nhiều, đã khổ sở rồi, mất xuống lang thang ở cõi tàu bà cũng giống y hệt như là lúc còn sống luôn. Thật sự rất là khổ luôn, cũng không có ai mà giúp đỡ được mình hết. Lang thang nào là bị quỷ ức hiếp, rồi bị những dung linh khác đánh đập giành ăn nữa. Trời ơi, cơm chay hả? Sao mà nhìn thấy hấp dẫn quá vậy? Biết bao lâu rồi mình mới có cơm để dùng, thật sự rất là ngon. Ao ước của mình từ bấy lâu nay. Trời ơi, ngon quá à. Sao mà hôm nay mình được một bữa ngon thiệt luôn á. Lâu lắm rồi mới có đồ ăn ngon đến như chè nè. Ngon quá à. Không biết đồ ăn này của ai làm mà ngon thì thật sự rất là hấp dẫn luôn. Không biết bao giờ mình mới tốt được cái cảnh lang thang đuối chết ở cõi tàu bờ như vậy. Chắc một chút xíu mình phải lấy một ít đồ ăn này mình để dành, mình để từ từ mình ăn nữa. Chứ thực sự lang thang đi tìm đồ ăn khó dữ lắm, không có nữa. Dạ, con mua gì Phật? Con bình tĩnh, con bình tĩnh nha. Dạ, mua Phật, mua Phật. Anh là ai vậy? Dạ, mua Phật, tôi là người đã cúng kiến cho con dùng á, cho chị dùng á. Ủa, vậy là đồ ăn này của anh đó hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Chị bình tĩnh nha, để em giúp đỡ chị được không? Anh giúp đỡ em thì được, chứ anh đừng có hại hay là bắt em là được rồi. Dạ, dạ, chị cứ yên tâm ha. Nếu thật sự anh có lòng giúp đỡ em á thì thôi anh đi lại đây đi, còn anh bắt em thì anh tránh xa nha. Dạ dạ dạ, trời ơi, không bắt đâu. Bắt dạ. Là nãy giờ đụng gặp chị về bắt rồi, cần gì mà phải năn nỉ chị để mà nói chuyện. Tại vì á em đuối quá, đuối luôn á, thật sự đuối cả rồi luôn á. Rồi á em thấy cái mâm đồ ăn này nè, em không biết là của anh, nhưng mà em vô em dùng, em thấy ngon quá, rất là hài lòng luôn á. Dạ, mô Phật, thì giờ đã nói rồi, những cái phần lễ này là em mang đến đây để mà em cúng kiến cho chị dùng thôi. Thì chị dùng tự nhiên, thoải mái, em không có trách hờn gì chị đâu. Dạ, nãy giờ em dùng cũng đã no rồi. Em tính để một ít bánh với trái cây này nè,
rồi một chút em để dành từ từ em ăn á. Trời, chứ lang thang ở cõi tà bà này á, kiếm đồ ăn cực khổ dữ lắm anh ơi. Dạ. Một chút anh cho em xin một chút ít này để dành em ăn từ từ đi. Dạ mô Phật, chị cứ yên tâm đi. Em nói chị thế này ha, thì những ngày hôm trước, những năm vừa qua thì chị chưa gặp được em, thì chị có thể là đói khát lạnh lẽo. Nhưng chị đã gặp em rồi á, thì em bảo đảm chị rằng là bắt đầu từ ngày mai, nếu như chị chấp nhận, tin tưởng em, thì em sẽ giúp đỡ chị, được một ngày nào cũng được ấm no, được đầy đủ, và được có chỗ trú ngụ nữa, để mình yên tĩnh, mình tu hành đập đạo. Chị tin tưởng em một lần đi, em sẽ giúp đỡ chị liền. Ủa, ở đâu á mà ngon vậy anh? Ngày nào cũng có đồ ăn để ăn mỗi ngày nữa, rồi lại còn có chỗ ở nữa. Dạ. Thật sự em nghe em phái lắm, nhưng mà em không biết chỗ nào vậy anh. Em biết đường đâu mà đi. Dạ. Thì em là người đã được bề trên đó là cấp cho một sắc lệnh để mà đi giúp vong linh, thì em sẽ được có quyền là đưa vong linh đi về chùa, để về đó cho ông có thể là được no đủ nè. Tại vì chùa mình sẽ được sư thầy trên chùa nấu những phần cơm chay cúng mỗi ngày, rồi mình sẽ được một cái chỗ để mình trú ngụ, không cần vắng nắng mắc mưa, rất là yên tĩnh, rồi được các ngài bảo vệ nữa. Về đó chị chỉ cần chuyên tâm vào cái chuyện mà tu học để mình sớm mình đầu thai chuyển kiếp, hoặc là đắc đạo để thành tiên thành Phật thôi. Nói vì chị cứ tin tưởng em ha, chị đừng sợ nha. Em nghe anh nói như vậy á, em mừng dữ lắm. Dạ. Thật sự á, từ lúc mất tới giờ em lang thang dứt dưỡng, mất nắng mất mưa, rồi sợ sấm sét nữa, nhưng chả có chỗ nào để trú ngụ được chứng chắn hết. Ngày hôm nay nghe anh nói về chùa có chỗ ở được như vậy em mừng lắm. Một chút có gì anh giúp đỡ giùm em nha. Dạ dạ mô Phật. Dạ như vậy thì chị có thể cho em biết được cái tên của chị không? Dạ, em tên là Như. Dạ. Chị mất bao nhiêu tuổi rồi chị Như? Ngày xưa chị mất bao nhiêu tuổi? Dạ ngày xưa em mất lúc 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ đúng vậy. Ừ, rồi rồi ngày xưa rồi mất 24 tuổi rồi quê quán chị sống ở đâu? Dạ quê quán em sống ở tỉnh Trà Vinh đó anh. Ồ. Wow, rồi chị đã lang thang của tá bà này bao lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Từ lúc mất tới giờ em lang thang dứt dưỡng cũng gần 16 năm rồi anh. Wow, rồi tính ra cũng gần, nếu người còn sống bây giờ cũng đã gần 40 tuổi rồi. Thôi bây giờ em nói chị thế này đi, thì mỗi người khi mà sinh ra đời thì đã có một kiếp số trơn rồi, thì bên trên nó sắp đặt nó, thì ăn thua là lúc mình còn sống là kiếp trước nè, khi là mình mất kiếp trước nè, mình chuyên tâm mà tu tập này, tạo cái phước cái đức thì kiếp này mình mới hưởng được cái phước cái đức. Còn có thể chị như đời như kiếp trước chị cũng đã tạo cái nghiệp gì đó, cho nên kiếp này chị phải mất sớm đó. Thì chị có thể cho em biết là cái nguyên nhân vì sao mà chị mất, rồi mình phải lang thang của tờ bà này mà không thể về nhà để mà được hưởng nhan khói của gia đình. Dạ thật sự thì lúc trước á, gia đình của em á thật sự cũng không có khá giả gì mấy. Dạ. Rồi em cũng đi làm công ty đó anh. Thì á, lúc em đi làm công ty em cũng có quen được á một người bạn trai á, thì á gia đình em thật sự cũng rất là nghèo. Yeah. Rồi lúc em quen anh ấy á, thì anh ấy cũng kể hoàn cảnh, rồi gia đình của anh ấy cũng khó khăn, cũng nghèo giống như em vậy đó. Nhưng cái phần á, qua tiếp xúc được một thời gian á, thì em thấy ảnh cũng thật thà, rồi cái gì cũng thật lòng với em nữa. Rồi em với ảnh cũng làm chung ở trong đó anh. Thì làm được một thời gian đó, thì em với ảnh quen nhau thì cũng gắn bó với nhau dữ lắm. Nhưng em nói với ảnh do hoàn cảnh còn khó khăn thì mình thương nhau, mình ráng cố gắng giữ hạnh phúc cho nhau, rồi từ từ mình làm một thời gian đi rồi mình sẽ tính tới chuyện cưới xin nha anh. Thì em nói với ảnh như vậy thì anh cũng đồng ý nữa. Với phần anh cũng biết rồi, do làm ở trong rồi
người đông nữa anh. Rồi á, em thì cũng đã có người yêu rồi, nhưng mà cũng có người, nhiều người ghẹo em dữ lắm. Thì em cũng từ chối. Em nói á, thôi đi mấy anh á, hãy tìm một người con gái khác đi á. Do em cũng có bạn trai rồi, có người yêu rồi, cũng chuẩn bị á, là sắp cưới nhau rồi á. Thì á, nhiều người ghẹo em đến như vậy á. Rồi hôm bữa, anh biết sao không? Có lúc á, có ông á, chủ quản ở trong nữa. Ông cũng quản đó. Rồi ông thấy em cũng có sắc đó. Rồi ông theo, ông cũng ghẹo. Ông ghẹo em á, thì em cũng từ chối. Em nói, thôi, thân phận của em á, nghèo hèn dữ lắm. Anh á, là người á, có chức vị cao, vọng trọng như vậy. Em không có xứng đáng với anh đâu. Mong anh hãy đi tìm một người khác đi. Dù gì á, em cũng đã có người yêu rồi, cũng chuẩn bị á, là lấy nhau rồi. Thì nhiều lần á, ông ấy cũng ghẹo em đó. Rồi em cũng từ chối tình cảm của ảnh đó anh. Rồi ảnh cũng tò mò, ảnh hỏi á, thằng đó là thằng nào. Em chỉ cho anh biết chứ coi, nó giàu nó cao sang cỡ nào mà em lại yêu nó nhiều đến như vậy, mà lại từ chối tình cảm anh đeo đuổi em bấy lâu nay. Thì em cũng nói với ổng á, là tình cảm á, là do hai bên tự nguyện đến với nhau. Chứ còn á, anh thích em, anh yêu em, nhưng mà em từ chối, mà anh cứ ép em như vậy á, thì cũng chả có được hạnh phúc gì đâu á. Mong anh hiểu cho em á. Thì á, ngày qua ngày ổng cứ đeo đuổi như vậy á. Rồi hôm bữa cũng đi làm đó, rồi lúc đi ăn trưa đó anh, thì á, chắc ổng cũng để ý từng cử chỉ của em quá. Em với người bạn trai của em đi ăn chung đó, xong rồi á, sao ổng thấy á, qua mấy ngày hôm sau ổng mới nói với em á, chà, thì ra là cái thằng đó đó hả. Ổng còn nói á, người yêu của em thằng đó là cái thằng nghèo hèn, có xứng đáng với em đâu. Em hãy bỏ nó đi, hãy chấp nhận tình cảm của anh nè. Rồi em mới nói với ổng á, thật sự á, ảnh nghèo thì ảnh nghèo thiệt, nhưng mà tính chất thật thà. Em thương ảnh cái chỗ thật thà đó. Còn hả, giàu nhưng mà tính chất không thật thà thì cũng như không à ông ơi. Thì nhiều lần em cũng từ chối ổng á, rồi ổng cứ theo á, ổng phá hoại hoài à. Nhiều lúc ổng phá cho em với người yêu của em á, phải xích mích với nhau á. Nhưng á, do em nói với ảnh á, tại vì á, cũng có ông đó ổng đeo theo em vậy đó. Nếu thật sự anh thương em á, thì anh phải tin tưởng vào tình cảm của em nha. Thì người yêu của em á, thật sự ảnh nói ảnh hiểu mà, ảnh tin mà. Rồi á, cứ thời gian ngày qua ngày á, mỗi lúc mà vô đi làm á, ổng không kiếm đường hả, phá phách á. Nhiều lúc á, ổng cũng kiếm chuyện để phá người yêu của em á, để cho hả, tìm cách để cho đuổi khỏi chỗ làm đó anh. Nhưng á, mà người bạn trai của em á, có làm gì sai trái đâu, cũng chỉ vì á, ổng không thương được em á, là ổng cứ kiếm chuyện hoài như vậy đó anh. Rồi hôm bữa buồn bã quá, em á, tính rủ người yêu của em á, đi chơi ăn uống. Rồi em tính rủ ảnh á, chắc kiếm á, cái chỗ khác để làm đó anh. Chứ mình làm ở trong đó mà ổng cứ tối ngày kiếm chuyện hoài như vậy á, thì đâu có làm được yên ổn đâu anh. Thì á, bàn bạc trong chui, em với người yêu của em á, mới bắt đầu đi ăn đó anh. Thì đi ăn á, thì một chút xíu á, ổng cũng cho người á, theo dõi á, là dí theo nữa. Là chặn đường á, em với người yêu của em lại á, là có mấy cậu thanh niên nữa, dằn mặt á, nói á, nếu mà ngày hôm nay á, mà ảnh không chịu buông bỏ em á, là hả, họ sẽ đánh dằn mặt á, người bạn trai của em á. Xong á, em mới đứng ra em nói, ủa, mấy anh là ai mà tự nhiên đòi đánh người ta, quen biết gì mà đánh. Rồi họ nói á, thì tại thấy cái mặt á, bạn trai của em thấy ghét, không thích đó, muốn á, cho người ấy xa lánh em đó. Thì vừa nói xong á, thì ổng xuất hiện á, ổng chỉ á, vô mặt á, bạn trai của em á,
Ông nói hôm nay là mày phải cút đi để Như lại cho tao chở đi ăn uống, chứ còn không á là tao đánh cho mày một trận đó. Thì vừa nói xong đó anh, ổng mới kêu mấy người kia nhào vô đánh em á, đánh người yêu của em đó anh. Thì vừa nhào vô định đánh á, em thấy họ hung hăng quá, em mới bay ra em ngăn cản á. Thì vừa bay ra có một cái thằng kia đâu nó rút con dao bấm ra đi, nó xông thẳng vào á, rồi em mới ôm vào người bạn trai của em đỡ đó. Thì tự nhiên nó lùi ở đằng sau, nó lùi tới thì trúng hả, nó trổ lên đằng trước luôn đó anh. Xong rồi em quỵ xuống luôn đó. Rồi lúc em quỵ xuống thì bọn họ hoảng sợ, bọn họ bỏ đi tán lạc hết trơn luôn anh ơi. Rồi đó máu ra nhiều quá, em đuối nữa. Rồi người bạn trai của em á, anh cũng khóc kêu cứu ỉ o dữ lắm, mà do đường vắng rồi cũng không có ai đó anh. Rồi á, chiếc phần máu ra nhiều nữa, rồi từ từ em ngất, em mất luôn đó anh. Bởi vậy từ lúc mất tới giờ thật sự em cũng buồn bã và hận những người đó dữ lắm. Cũng chỉ vì cuộc sống nghèo hèn, hai tụi em định làm một thời gian rồi có thể cưới nhau đó, nhưng mà không may là hả xảy ra chuyện như vậy rồi cũng không được yên ổn với bọn người đó nữa đó anh. Thì chắc có lẽ là do cái nguyên nhân là chị bị uất hận cho nên chị mới lang thang của ta bà này đó. Rồi chị có biết là những người đó đã chịu sự hấp lực của dân trị chưa? Dạ từ lúc em mất thì em cũng không biết nữa anh ơi. Nhưng lúc em mất thì họ tán lạc, họ bỏ chạy tứ tán hết trơn lúc mà em quỵ xuống đó anh. Thì nếu nói chị này đi, thì có lẽ những người đã cũng đã chịu sự bất lực của chương trị rồi đó, cho nên chị cũng đừng có buồn nữa. Tại vì bây giờ cái số phần nãy nó nói rồi, cái số phần của mỗi con người khi mình sinh ra đời cũng đã được bị trên sắp đặt sẵn đó, mình cũng phải thận theo cái tự nhiên. Tại vì nhiều đời nhiều trước mình không tạo phước đức thì kiếp này mình phải chịu khổ thôi. Nó cho nên chính vì cái vấn đề đó thì em mới khuyên chị là để em giúp đỡ chị đi về chùa. Về chùa để làm cái gì? Về chùa để mình tạo cái phước cái đức để mình kiếp sau mình có thể có cuộc sống đầy đủ hơn nè, ấm no hơn nè, hạnh phúc hơn nè, có một gia đình coi như là trọn vẹn. Đến khi tuổi già thì được con cháu sẽ gọi là báo hiếu. Nó chứ bây giờ chị lang thang ở đây, thứ nhất là đói khát lạnh lẽo, thứ hai nữa không có chỗ trú ngụ, phải mất nắng mất mưa. Nó cái thứ ba nữa nhiều khi là những con quỷ dữ, những cái phong hồn này kia đó nó hà hiếp chị, năng hiếp chị, lúc đó chị lại khổ. Thực sự là ngày hôm nay là chị rồi gọi là những bề trời nhưng mà sắp đặt cho chị một cái duyên để chị hướng về Phật pháp. Thì về đó mình cố gắng mà tụng kinh niệm Phật thật nhiều vào. Ở khi mà mình giảm hết cái nghiệp của mình, giảm hết cái oán hận của mình thì mình sẽ đi được đi thật ta chuyển kiếp. Còn không nữa chị đến khi mà chị tu tắc đạo thì mình sẽ tự tin thành Phật, nó sẽ tốt đẹp hơn. Nói thì hy vọng rằng chị chấp nhận ha, để em đưa chị đi. Chị thấy sao? Thật sự thì em lang thang cũng đã lâu không có chỗ ở, thì ngày hôm nay gặp được anh á, anh nói đưa đi về chùa có chỗ ở, có chỗ trú ngụ nữa. Thật sự được như vậy á thì em mừng, em cảm thấy vui dữ lắm. Thì ngày hôm nay á anh giúp đỡ giùm em, đưa em đi đi nha anh. Dạ rồi, thì quá mừng khi chị đã chấp nhận. Thì bây giờ chị chấp tay là niệm sát chỉ Nam Mô Di Đà Phật đi. Vậy ha, rồi em sẽ mở cái luồng sáng, rồi em trợ lực cho chị đi thì cúng chùa. Vậy thì cúng chùa rồi sẽ trình diện 2 ngày pháp, 2 ngày cho đạo chị Phúc Trâm thôi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy rồi cả nhà, thì ngày hôm nay con và cả nhà mình cũng đã quay trở lại cái khu địa này để mà khám phá giúp đỡ ông Linh. Thì cũng đã giúp được một ông Linh nữa cả nhà. Thì sự câu chuyện của chị mất thì cả nhà cũng nghe cũng biết rồi. Ôi trời.
Ôi à, vụ gì xảy ra vậy? Trời ơi. Ủa? Ôi trời ơi trời. Ôi. Ôi chuyện gì vậy ta? Ôi. Đi thôi anh ơi. Cô xin phép cái nhà. Chắc cô thầm gì giờ cái bàn nghi thức kia nha. Đừng vậy có coi cam rồi sao tự nhiên không biết bánh ta. Giờ con xin chúc thôi hết nổi luôn nha. Sao bị bánh quay vậy trời. Ôi giờ. Vậy rồi. Tạm biệt cả nhà mình.